trong lúc anh đang gọi anh còn đang kiên nhẫn, đừng để anh đâu. Anh đang có chuyện rất là nhẹ nhàng với em ấy. Anh đi về đi. Cuộc sống này với anh quá đủ rồi. Đủ cái gì mà đủ, bây giờ mày đi nước ngoài thì mày phải nói rõ em với một câu nhé. Em nói rõ rồi nhưng cô không chịu nghe, cứ đằng nặc đòi theo em. Nó theo em thì bây giờ nó đi đâu mày đi, nó phải theo mày đi. Theo em chỉ có một số khổ sở thôi, không thể nào mà khá hơn được.